Hello cậu ông, chuyển sang cái này đi. Tôi mới quay được cái cung này, nó đẹp quá trời luôn, thật sự đẹp quá trời luôn, cho nên tôi sẽ quyết định quay. Cái đó nó là hai dòng thì là cái tốt đấy, nhưng mà nghịch, nói chung là ngứa tay, cái này gọi là ngứa tay, cái này gọi là kèm bắt đầu bắt xịt luôn. Tôi mới nâng cấp được cái wing, cái súng này nữa, cái này mà hai dòng cũng quay luôn đấy. Ok, lên 10. Ok, lên 11. Ok, lên 12. Ok, lên 13. 13 rồi. Sáu mươi lăm phần trăm. Ui, 5 viên cơ à? Không bật nhạc lên được à? Mười ba rồi đúng không? Mình nghĩ quả là xịt mất. Cái này nó không cho enter, cái này là click phát là tự quay luôn. Cho nhạc lên tí. Mình nghĩ gọi là xịt. Mình nghĩ là xịt. Ôi, 14. 14 rồi, một phát nữa thôi. Một phát nữa là chúng ta sẽ có lên dòng 2. Ôi trời, 15. Cảm ơn các ông nha.